Hello anh em, ở trong video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách mà chúng ta có thể tự thiết kế được cái banner để trang trí cho gian hàng ở trên Shopee, hoặc là chúng ta có thể linh hoạt vận dụng để chúng ta có thể tạo ra được những cái bức ảnh đẹp hay là ảnh bìa trên Facebook hoặc là đăng ở trên các mạng xã hội khác nhé. Và chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Canva. Đây là một cái sản phẩm mình vừa mới làm ra, học theo của một bạn khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào trang chủ Canva nhé. Và chúng ta phải có một cái tài khoản để chúng ta đăng nhập. Sau đó thì chúng ta sẽ vào mục Custom Size này. Chúng ta chọn một cái kích cỡ tùy chỉnh, đó là 2000 và 1125 nhé. Ở đây mình chọn cái kích thước này, còn trên đó thì nó có nhiều kích thước khác nhé. Sau đó thì chúng ta bấm nút này, tạo một cái bản thiết kế mới. Nó sẽ nhảy ra một cái trang trắng. Đây, cái trang này trang gốc trắng trắng như thế này, và chúng ta bắt đầu thiết kế nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy kích thước này. Đấy. Đây, mình sẽ làm một cái giống như này nhé. Hầu hết chúng ta đều là những cái người nghiệp dư, cho nên là cái con mắt thẩm mỹ hay là sự phối màu nó khó có thể là đẹp được, cho nên là ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ để lấy mã màu để chúng ta phối nhé. Mình sẽ vào cái trang huesnap.com này, vào mục color picker này, và chúng ta sẽ điều chỉnh hai cái thông số này nhé. Đây, ở dưới này là cái màu phù hợp với sở thích hay là cái thương hiệu của các bạn, ví dụ như này. Đây, ví dụ mình chọn lên đây, sau đó mình chọn vùng nào đó, mình nhìn thấy ở phía dưới này cái màu mà mình cảm thấy nó ok thì mình dừng lại, và mình sẽ bấm vào từng màu. Ví dụ bấm vào đây này, mình chọn mã màu mình copy nhé, bấm vào đây này. Đấy, nó có chữ copy này, thì mình sang bên này mình dán vào đây, chọn màu này, bấm dấu cộng này, mình dán vào thì nó thành cái màu như bên kia, đúng không? Đây là cái cách đơn giản nhất nhé. Vì vừa rồi mình có thay đổi cái thông số đoạn này rồi, cho nên là nếu mà mình sử dụng các cái màu dưới này thì nó sẽ không giống như hiện như này, cho nên là mình sẽ lấy màu luôn từ trên này mình dán xuống nhé. Rồi, thứ nhất đó là gì? Cái màu nền, đúng không? Màu nền của ông này là màu gì đây? Bấm vào đây, mình lấy ở đây nhá. Màu nền nó đây này. Đây, mình bấm này, bấm vào màu nền này. Ở đây mình đã lưu cái thông số rồi nhá, cho nên là nó ra như vậy nhá. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm cái thành phần này. Chúng ta có thể lấy thứ nhất đó là chọn qua graphic này. Đây, chúng ta có thể là lấy hai cái hình này để chúng ta trang trí. Đây, đổ màu này chúng ta nhớ đồng nhất nhé. Ở đây này, đồng nhất theo đúng cái bảng mà chúng ta chọn đây nhé. Ở đây cái màu này mình đã lên như này rồi, thì bây giờ mình lấy màu giống sao chép này. Đây, mình bấm vào đây này, ví dụ đấy, mình ấn vào đây. Đây, mình cũng đổ màu cho nó y hệt như vậy. Đây, tùy mỗi người nhé, mọi người sẽ trang trí theo kiểu khác nhau. Ở đây mình có thể chọn thành phần như vậy để mình sao chép. Mình cầm nó đi, sau này mình lại quay ngược lại lên trên này, chấm này nó từ khóa nó là đốt này, dán nó vào chưa. Đây, bây giờ mình bấm này vào đây. Xong mình lại Ctrl C và Ctrl V để mình tạo ra một cái nữa nhé. Mình quay 90 độ đi, và mình sẽ đi chọn một cái khung nhé, khung để mình bỏ ảnh vào. Đây, mình vào upload này, mình chọn upload media này, mình chọn device này, và mình chỉ đến cái ảnh của mình nhé. Đây nhé, mình kéo cái ảnh này sang, mình kích đúp vào, mình chỉnh vị trí là ok, chọn cái vòng tròn. Chúng ta vào graphic nhé, chúng ta chọn một cái này để chúng ta để dưới này,
Và một cái nữa đó là đây, đúng không? À, đổi màu này, cái này mình cũng đổi màu rồi. Đó mình sẽ gõ chữ đây, chúng ta vào text này, chúng ta gõ chữ vào đây nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ vào mục này để chúng ta chọn một cái phông ở đây, chúng ta gõ đây là Việt Nam Mi, ra các loại phông. Thì đây mình ví dụ là phông là Allegri Abou nhé. Cho nó vừa vặn trong đây. Đã để màu trắng thì nó dễ. Tiếp theo nữa thì chúng ta chọn tương bừng sale này nhé. Thì chúng ta chọn vào vẫn vào phông này, chúng ta kéo xuống đây chính là cái hue sale này nhé. Đấy, chúng ta chọn vào 3 chấm này, chúng ta gọi ungroup này, bỏ group đi, và chúng ta sẽ gõ vào từng đoạn thôi. Tương bừng này. Đây thì đấy, nó chính là cái thằng trên này nhé. Đây. Rồi. Sau đó thì chúng ta lại cho nó thành cái màu của chúng ta nó đồng nhất nhé. Rồi nữa thì chúng ta sẽ chọn là một cái là đây, nó chia này. Đấy, thì mình có thể lại đổ màu, ok, khác điểm tí đúng không? Đó, mình gõ chữ thì ở đây tiết kiệm thời gian nhé, nó cũng gõ chữ đơn giản thôi, thì mình lấy luôn từ trên này mình copy xuống cho nhanh nhé. Thấy bất hợp lý nhá, cái dưới này nó cùng màu rồi đúng không, bây giờ mình chuyển thành màu nhạt thôi ha. Rồi tạm thời như thế nhá. Rồi đoạn dưới này mình cũng gõ chữ thôi, ví dụ như là Thủy Nguyễn Shop đá vào đây, và mình muốn có thêm một cái những cái cục trang trí lung tung, hình lung tung ấy, thì chúng ta để chọn cái từ, ví dụ như thế này mình tự chọn cái này xem, không theo cái style nào cả, mình lại đổi màu, ok, rồi giống như trên rồi đúng không? Mình nữa thì chúng ta có thể là cho thêm cái trắng trắng này bây giờ mình mới tìm bằng background này, đấy, sau đó thì chúng ta bấm vào đây, chúng ta chọn nó nhé, chúng ta chuyển thành màu trắng, chúng ta kéo nó ra nhìn cho nó, sau đó chúng ta bấm vào nó này, chúng ta chọn là send to back này, đấy, đã cho về đằng sau, đấy, như vậy là mình đã làm xong cái ảnh này đúng không? Chúng ta có thể sử dụng ở trên Shopee, còn chúng ta có thể chọn các kích thước khác để chúng ta thiết kế tùy theo ý thích chúng ta. Đây là mình làm theo cái kiểu là dân nghiệp dư, mình chỉ đi mượn mẫu và chúng ta làm theo thôi. Ok, chúc cả nhà thành công và thiết kế được những cái banner Shopee thật là đẹp. Và mọi người chú ý, mình sẽ để cái đường link của cái mẫu thiết kế này ở phía dưới nhé. Mọi người có thể lấy về và chúng ta học theo, làm theo nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo.